Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc gây mưa nhỏ. Nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng giảm thấp, trời rét, vùng núi nhiều nơi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại. Sáng nay các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: tại Láng Hà Nội xuống mức 17,2 độ C, Chí Linh Hải Dương rét hơn 16,4 độ C, Tam Đảo Vĩnh Phúc 13,2 độ C, Mộc Châu Sơn La 13,4 độ C. Sapa Lào Cai rét hại 11,5 độ C, Đồng Văn Hà Giang 10,5 độ C, Mẫu Sơn Lạng Sơn thấp nhất là 9,4 độ C. Cả ngày trời âm u kèm theo mưa nhỏ khiến nhiệt độ không tăng lên đều. Đến sáng mai có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc vào lúc rạng sáng. Nhưng bộ phận không khí lạnh này quá yếu và thời gian dồn xuống không lâu nên không đủ sức làm giảm nhiệt độ. Ngày mai thời tiết sẽ ấm hơn nhưng vẫn duy trì mưa nhỏ và liên tục tăng nhiệt độ cho đến ngày 23 tháng 3. Thời tiết liên tục thay đổi trong những ngày qua sẽ khiến nhiều người mắc bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già do không kịp thích nghi. Dạng thời tiết này cũng thuận lợi để các vi khuẩn, virus phát triển nên người dân cần phải đặc biệt lưu ý đến sức khỏe.